trước nhà từ sáng đến trưa chiều tối mặc màn đầy luôn, ngược nắng hay là ngược gió, chỉ cần có thấy thế, thấy thế. Và bước kế tiếp anh lại gần hơn chút đó nha. Anh sẽ không để bút mơ đi cơ duyên ông trời trao tay, cố gắng sao không để em đi ngờ dù một giây lúc này. Chắc chắn anh thề anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Chính em từng tự mình nghe em thôi. Vậy thì anh xin chết vì người anh thương. Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương. Dành cho em dành hết ân tình anh mang một đời. Vậy thì anh xin chết vì người anh thương nè. Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương. Dành cho em dành hết. Ngọt ngào, anh thì không biết đứng thoát ra làm sao. Lựa một lời chào phải thật là ngầu nào. Nay từ dưng sao toàn mấy câu tào lao. Lại gần một chút cho anh ngắm nhìn người vài phút. Quên đi chuyện của nhân gian, hoa và trăng sao tan theo biên ba. Chỉ cần mình em thôi. Viết lên chuyện đôi ta và một ngày không xa ngày về chung một nhà. Trời trao tay, cố gắng sao không để em nghi ngờ dù một giây lúc này. Chắc chắn anh thề anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Chính em